Tết tới tấn tài, xuân sang đắc lộc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. Mùa xuân là mùa của tình yêu và hạnh phúc. Rất nhiều câu chuyện tình yêu có điểm khởi đầu vào mùa xuân. Trong tập này, với chủ đề Tôi yêu, vui xuân cùng truyền hình Vĩnh Long sẽ mời quý khán giả gặp gỡ với một cặp vợ chồng. Họ cũng là một trong những cặp đôi được yêu mến và ngưỡng mộ trong showbiz. Nam diễn viên Thanh Duy và nữ diễn viên Kha Ly. Hãy cùng xem họ chia sẻ những điều gì về ngày Tết trong gia đình nhỏ của mình nhé. Và đặc biệt là những phần trình diễn ấn tượng, đặc sắc đến từ các nghệ sĩ của chúng tôi. Hãy cùng với chúng tôi bắt đầu chương trình ngay sau đây nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Vui Xuân cùng truyền hình Vĩnh Long 2022. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện, được phát sóng vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau thứ hai trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Thưa quý vị, buổi tập phát sóng của Vui Xuân cùng truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi mong muốn gửi đến cho tất cả quý vị những thông điệp đầy tốt đẹp và đầy yêu thương. Và hôm nay với chủ đề Tôi yêu thì quý vị nghĩ như thế nào? Có lẽ sẽ là một không khí của màu của Tết, của sắc vàng của mai rực rỡ, hay thậm chí là những cánh hoa khác cũng đua nhau khoe sắc với một mong ước cầu cho một chút an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Rồi chúng ta không thể nào quên được cái mùi vị đậm đà của gia đình, mà ở đó có sự yêu thương và đong đầy những nỗi nhớ của những người con sẽ về thăm ba mẹ của mình. Và chắc chắn chủ đề Tôi yêu sẽ gửi tặng và mang đến cho tất cả quý vị một tình yêu trọn vẹn với gia đình. Vâng, và đêm nay với chủ đề Tôi yêu, chúng ta cũng sẽ mong muốn mang đến cho quý vị những tình khúc mùa xuân vô cùng ấm áp và yêu thương. Nhưng mà trước tiên đến với những ca khúc đó thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng. Và cặp vợ chồng này rất được mến mộ và họ luôn hạnh phúc và yêu thương nhau, đúng không nào? Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng nghe họ hát một ca khúc mà họ thể hiện trong Vui Xuân cùng truyền hình Vĩnh Long ngày hôm nay nhé. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Buộc bụng thắt lưng cái Tết này, buộc bụng thắt lưng. Vui xuân mừng Tết của bác ơi, chín lò một mừng. Sầu tiền thừa bà xuân đến mới mong, ta nghèo dám đòn bánh Tết với bánh chưng cũng thừa ung dung. Một lần đón xuân lo với phiền, bạc đầu thế nhân. Xuân đi hạ đến chưa tính xong, mỗi lò nợ nần. Phần mình mặc đồ năm ngoái cũng xong, lo ba cái quần áo mới để thằng cu cái tẹo nó mừng. Dành tiền mua một cái xe để ba hôm Tết chúc xuân bạn bè. Hai xe hơi sao phố kẹt lối thêm phiền, gắn máy sang số chẳng quen, ta mua xe đạp đỡ hao xăng mà lại rẻ tiền. Rồi thì cũng xong, ai có cười hở mười cái răng. Sang năm vượt tới ta đón xuân, mấy ai mà bằng. Buồn phiền vận mạng năm cũ đã qua, tân xuân chúc mừng cô bác được một năm phúc lộc an hòa. Buộc bụng thắt lưng cái Tết này, buộc bụng thắt lưng. Vui xuân mừng Tết của bác ơi, chín lò một mừng. Sầu tiền thừa bà xuân đến mới mong, ta nghèo dám đòn bánh Tết với bánh chưng cũng thừa ung dung. Một lần đón xuân lo với phiền, bạc đầu thế nhân. Xuân đi hạ đến chưa tính xong, mỗi lò nợ nần. Phần mình mặc đồ năm ngoái cũng xong, thằng cu cách tẹo nó mừng. Dành tiền mua một cái xe để ba hôm Tết chúc xuân bạn bè. Hai xe
mua xe đạp đỡ hao xăng mà lại rẻ tiền. Rồi thì cũng xong, ai có cười hợp mười cái răng. Sang năm vượt tới ta đón xuân, mấy ai mà bằng. Buồn phiền vẫn mang năm cũ đã qua, tân xuân chúc mừng cô bác được một năm phước lộc an hòa. Buồn phiền vẫn mang năm cũ đã qua, tân xuân chúc mừng cô bác được một năm phước lộc an hòa. Và vừa rồi là ca khúc về mùa xuân, Xuân Về Nhớ Tết Năm Nay của cặp đôi nghệ sĩ Thanh Duy và Kha Ly. Vâng, và họ cũng là khách mời đặc biệt trong số ngày hôm nay của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với Thanh Duy và Kha Ly ạ. Xin chào Thảo Nhi với Hải Triều. Kha Ly và Thanh Duy xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Trước thềm năm mới thì Kha Ly và Thanh Duy xin kính chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc và làm ăn phát tài. Dạ, tự nhiên cái ngồi bên cạnh của cặp vợ chồng nghệ sĩ thế này cảm thấy ganh tị quá. Ganh tị đầu tiên là có một cái phần thể hiện nó ngọt ngào mượt mà gửi đến cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Thêm vào đó thì không biết cái không khí đón Tết của hai vợ chồng năm nay như thế nào ạ? Thực sự thì hai vợ chồng Ly cũng tất bật để đón xuân cho năm nay. Năm vừa qua thì chúng ta đã trải qua quá nhiều biến cố và chúng ta đã rất là phải lặng lại đúng không? Đúng rồi. Mình muốn lạc quan. Đó. Mình muốn Tết rồi, mình phải vui vẻ. Nói chung là mình muốn gạt bỏ hết tất cả những cái nỗi lo toan và cũng như những cái nỗi buồn trong cái năm vừa qua, để chúng ta đón chào một năm mới yên vui hơn, hạnh phúc hơn. Và mong muốn là năm mới này chúng ta sẽ làm được nhiều tiền hơn để có thể ấm no hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải dồi dào sức khỏe. Đúng rồi. Và anh chị đã chuẩn bị cho mình những cái gì trong những ngày Tết rồi ạ? Trong nhà thường là Ly hay đi chợ để mua hoa về để trưng bày. Với lại Ly thì Ly rất là thích trang trí cái không gian cho cái ngày xuân. Bởi vì thường là ngày xuân là mình sẽ trang trí một cái không gian nhỏ nhỏ trong ngôi nhà mình, như là hoa, rồi trái cây, rồi đèn chớp để cho cái không khí của mình nhìn nó tươi xinh hơn. Nó có nhiều màu sắc hơn. Đúng rồi. Bây giờ hỏi nhỏ anh Thanh Duyên tí xíu nè. Ví dụ như vợ ở nhà là chuẩn bị hết từ bánh trái, hoa quả hết rồi. Còn mình thì chuẩn bị gì đây? Chuẩn bị hưởng. Hưởng, tại vì vợ chuẩn bị hết, mình về mình ăn không à. Ăn không luôn. Nói cho vui vậy chứ thì là hai vợ chồng đều cùng chung tay làm. Chị Ly thì chuyên về ẩm thực. Còn anh Duy thì chuyên về đèn đuốc, rồi chăm sóc hồ nông bộ hồ cá, các kiểu để cho nó có không khí sôi động hơn, màu sắc rực rỡ hơn. Nói chung là hai người bổ trợ cho nhau là coi như ngôi nhà rất là hoàn thiện và đẹp. Đúng rồi. Thanh Duy thì phụ mình dọn dẹp nhà cửa, thí dụ như là sơn phết lại cửa rào, cửa cổng. Còn mình thì lau chùi, dọn dẹp, giặt đồ, giặt đạt. Nói chung là năm mới là mình muốn cái gì nó cũng phải mới, cái gì nó cũng phải sạch sẽ hết. Không có để bất cứ gì mà... Coi như là mình xua tan cái gì đó nó không vui. Đúng không? Mình làm cái gì đó cho nó vui. Thì vợ chồng nghệ sĩ thì những cái ngày cận Tết á thì công việc của mình nó hơi bận rộn tí xíu, lịch quay rồi. Vậy thì làm thế nào để dung hòa được cái việc là trang trí nhà cửa rồi cái lịch quay diễn của mình ạ? Cái lịch diễn của Kha Ly và Thanh Duy thật sự là trong cái khoảng thời gian cận Tết rất là bận luôn. Duy thì phải đi 2 phim. Còn Ly thì vừa mới hoàn thành xong bộ phim chiếu Tết, cũng chiếu trên Đài Truyền hình Vĩnh Long luôn. Đó là phim Vũ Điệu Đón Xuân, một bộ phim mà Kha Ly với Thanh Duy cũng quay chung luôn. Tuy nhiên thì trong cái khoảng thời gian này thì cái lịch của Ly vẫn đỡ kẹt hơn, cho nên là Ly vẫn ưu tiên để làm công việc nhà, còn Thanh Duy á thì chỉ phụ nhỏ thôi. Thì hồi nãy anh mới trả lời em đó là anh hưởng thôi. Hưởng. Bởi vì thực sự thì cái lịch quay phim thời gian này của Duy rất là nhiều, 3 đến 4 phim cùng một lúc. Thì tại vì nó dồn nó lại bị đúng nhiều rồi quá. Nên mình chỉ là hưởng thôi. Cũng may mắn một điều là có bà xã lo chu đáo hết rồi. Nhưng mà hưởng cũng phải làm nha, chứ không phải là không làm nha. Không, thật sự cái không khí Tết á, Ly rất là thích cái cảm giác mà mình cùng với lại người thân của mình cùng quay quần với nhau, dọn dẹp nhà cửa. Đó là một cái văn hóa, một cái truyền thống của người Việt Nam mình từ xưa tới giờ rồi. Đúng rồi, đó là cái máy ấm nhỏ của vợ chồng Ly thôi. Sau khi mà dọn cái máy ấm nhỏ rồi á, thì Ly với Duy thu xếp để về quê. Và mình cùng với lại ba mẹ với lại em út của mình trong nhà đó, gói bánh tét, dọn dẹp nhà cửa. Rất là thích phụ ba mẹ. Cái cảm giác mà ngày 2
27, 28, 29 Tết đó là mình phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa với lại gói bánh là mình thích lắm. Dạ. Và được biết là chị Khang Ly cũng quê An Giang đúng không? Đúng rồi. Cùng quê với em. Em nghĩ là cái cảm giác mà mình về trên cái chuyến xe á, bắt nhịp mẹ lắm. Dạ. Mình thấy là Tết á là phải cùng với gia đình nè, rồi cái mâm cơm gia đình nè, rồi chuẩn bị trang hoàng nhà cửa. Nhưng mà chắc chắn thì mình cũng phải cảm nhận cái Tết của bà con hàng xóm. Đúng. Dạ. Em biết mình là người ở dưới quê cho nên mỗi lần mà mình trên đường mà mình đi về quê đó, mình rất là thích nhìn không khí của hai bên đường. Thứ nhất là nhà nào cũng mai nở rộ, xong rồi có những nhà có những cái nồi bánh tét ở đặt ở trước cửa nhà, nhất là cái đêm mà giao thừa là có nhiều nhất. Đêm giao thừa là vui nhất luôn á. Bình thường á là mình hay đi diễn giao thừa lắm. Năm nào cũng đi diễn giao thừa hết và hay diễn giao thừa ở Vĩnh Long mình. Cho nên là cái cảm giác mà đêm 30 khi mà mình đi diễn giao thừa, mình đi về, mình nhìn thấy những cái nồi bánh tét ở ngoài trước cửa nhà của người dân, mình rất là thích luôn. Cảm thấy cái không khí Tết nó tràn dân, cảm thấy nó rất là ấm áp. Nhưng mà bây giờ ví dụ như hai anh chị mà có thời gian nào mà Tết xa nhau không? Có đón Tết cùng nhau hồi nào bây giờ là có trải qua giai đoạn đó chưa? Chưa bao giờ. Hình như là không. Từ lúc là coi như là Tết mùa xuân nào cũng là cùng nhau hết. Đúng rồi, mùa xuân nào cũng có nhau hết. Vậy thì sau mùa xuân này, không biết là hai anh chị đã có một cái kế hoạch là đóng phim chung với nhau trong bộ phim nào không? Trong cái mùa xuân này thì như lúc nãy Ly chia sẻ là Ly với Duy đóng hai chung phim. Một phim. Đóng chung hai phim. Hai phim. Trong mùa xuân là Vũ Điệu Đón Xuân là đang chiếu ở Đài Truyền hình Vĩnh Long. Rồi phim Nơi Ngọn Gió Dừng Chân thì là qua Tết cũng Truyền hình Vĩnh Long nữa. Đó là hai cái dự án là đóng chung. Còn nhưng mà cái phim Nơi Ngọn Gió Dừng Chân thì hai đứa không có chung tuyến nhiều. Hơi câu hỏi đang hỏi là có đóng chung không? Đây là mình đang trả lời là chung phim. Còn khác tuyến thì dạ xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi màn ảnh nhỏ nè. Cái kiểu như cái bộ phim này mà gặp cặp đôi này chắc là không biết làm sao đây, nhưng mà riêng với Hải Triều á nghĩ là phải là hấp dẫn lắm đây, cái kiểu là hiểu nhau trong gia đình rồi mình lên phim, ví dụ cái tuyến nào cùng với nhau thì chắc là ăn khớp dữ lắm đúng không ạ? Không ăn khớp em ơi. Sao vậy? Chật khớp không à? Chật khớp không à? Hải Triều nghe là tất cả quý vị khán giả có thể cảm nhận là bộ phim nó kịch tính đến mức độ nào mà khiến cho phải nói là nội bộ nó hơi lục đục tí xíu đúng không ạ? Nhưng mà tất cả quý vị cũng hãy chú ý theo dõi, đón chào những sản phẩm mới của cặp đôi này quý vị nha. Vâng. Nhưng mà chắc chắn thì cái việc mà không quên câu chuyện đó là những cái lời chúc dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ ạ. Kali xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả một mùa xuân mới thật là dồi dào sức khỏe. Một năm mới chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn và vạn sự như ý. Như nói gần hết luôn rồi. Nói chung là không mong muốn gì hơn, chỉ mong muốn một điều duy nhất thôi. Đó là chính là nhắc lại một lần nữa là sức khỏe. Mong cho tất cả quý vị khán giả cũng như anh chị em nghệ sĩ, tất cả mọi người luôn đều có sức khỏe. Vì có sức khỏe thì chúng ta mới làm được tất cả. Vâng, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Duy và Kali ngày hôm nay đã góp mặt trong chương trình Vui Xuân cùng Truyền hình Vĩnh Long. Một lần nữa chúc cho hai anh chị sẽ có những dự định thành công tốt đẹp nhất trên con đường của mình nhé. Cảm ơn Thảo Nhi, cảm ơn Hải Triều rất nhiều. Và hôm nay Kali và Thanh Duy cũng rất là cảm ơn Đài Truyền hình Vĩnh Long đã cho Kali và Thanh Duy có cơ hội để ngồi đây để được trò chuyện với lại hai MC dễ thương và được trò chuyện với quý vị khán giả cũng như là chia sẻ với nhau về những cái ngày vui của ngày Tết. Kali và Thanh Duy rất là mong quý vị khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ và luôn luôn yêu thương hai vợ chồng Kali và Thanh Duy ạ. Với ít phút chia sẻ vừa rồi thì tất cả quý vị cũng hiểu hơn về cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ Thanh Duy và Kali với những dự án phim và để trình làng với tất cả quý vị khán giả. Và chắc chắn trong giây phút này đây thì cặp đôi nghệ sĩ này cũng sẽ có một món quà dành tặng cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đúng không ạ? Đúng rồi, đó là ca khúc Ý Xuân Hòa Hợp. Xuân về làm lá thắm bên hoa, xuân về làm tiếng hát vang xa, dù khắp chốn bôn ba tìm về quê cũ. Xuân về mẹ vẫn mãi ngóng trông, bao giờ con gái sẽ lấy chồng, bao giờ mẹ có cháu để cho. Xuân về cầu chúc Tết muôn nhà an bình trong mái ấm nguy nga, cùng phú quý vinh hoa ngập tràn hạnh phúc. Xuân về tình thắm sẽ sang trang, gia đình hạnh phúc sống an khang. Xuân về lộc biết anh tin kỳ, mừng mùa xuân tới khắp đất trời khoe sắc hoa.
tình thân chan chứa xuân về thêm thiết tha. Một năm sông Cống thuần hòa duyên thắm duyên, xanh bước lứa đôi mừng một mùa xuân hạnh phúc. Một mùa xuân mới đến trong muôn vàn yêu thương, đào mai khoe sắc tô cho đời rực rỡ. Trời tờ vui chúc Tết ông bà, nhà nhà vui đón Tết an hòa. Chào một mùa xuân yên vui yêu thương. Xuân về làm lá thắm bên hoa, xuân về làm tiếng hát vang xa, dù khắp chốn bôn ba tìm về quê cũ. Xuân về mẹ vẫn mãi ngóng trông, bao giờ con gái sẽ lấy chồng, bao giờ mẹ có cháu để cho. Xuân về cầu chúc Tết muôn nhà an bình trong mái ấm nguy nga, cùng phú quý vinh hoa ngập tràn hạnh phúc. Xuân về tình thắm sẽ sang trang, gia đình hạnh phúc sống an khang. Xuân về lộc biết anh tin kỳ, mừng mùa xuân tới khắp đất trời khoe sắc hoa. Tình thân chan chứa xuân về thêm thiết tha. Một năm xuân cũng thuần hòa duyên thắm duyên, xanh bước lứa đôi mừng một mùa xuân hạnh phúc. Một mùa xuân mới đến trong muôn vàn yêu thương, đào mai khoe sắc tô cho đời rực rỡ. Trời tờ vui chúc Tết ông bà, nhà nhà vui đón Tết an hòa. Chào một mùa xuân yên vui yêu thương, mừng mùa xuân tới khắp đất trời khoe sắc hoa. Tình thân chan chứa xuân về thêm thiên tha. Một năm xuân cũng thuần hòa duyên thắm duyên, xanh bước lứa đôi mừng một mùa xuân hạnh phúc. Một mùa xuân mới đến trong muôn vàn yêu thương, đào mai khoe sắc tô cho đời rực rỡ. Trời tờ vui chúc Tết ông bà, nhà nhà vui đón Tết an hòa. Chào một mùa xuân yên vui yêu thương. Chào một mùa xuân yên vui yêu thương. Chào một mùa xuân yên vui yêu thương. Màn trình diễn vô cùng tuyệt vời của cặp diễn viên Thanh Duy và Kali. Có thể thấy là Tết thì không thể nào thiếu được mâm ngũ quả nè, rồi hoa để chúng ta thấy được nhà cửa của mình được trang hoàng một cách rực rỡ và sặc sỡ nhất có thể. Và chắc chắn phong bao lì xì là một cái tục lệ mà người Việt Nam chúng ta không thể nào thiếu được. Bởi vì chính những phong bao lì xì đó chúng ta sẽ gửi tặng đến cho mẹ cha của mình. Cầu chúc cho mẹ cha một năm mới sẽ an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và đặc biệt sẽ nhiều sức khỏe. Và đây cũng chính là nội dung của ca khúc mà ca sĩ Trần Mỹ Ngọc sẽ thể hiện ngay sau đây. Cảm ơn ca sĩ Trần Mỹ Ngọc rất nhiều, một cô gái rất đa tài, có thể hát, có thể diễn và có thể làm người dẫn chương trình. Và hôm nay trong Vui Xuân cùng truyền hình Vĩnh Long thì cô ấy đã gửi tặng một ca khúc rất ý nghĩa và rất Việt Nam dành tặng cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một ca khúc tiếp theo. Ca khúc này vô cùng ngọt ngào và rất phù hợp trong mùa xuân đó Hải Triều. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nàng Xuân qua phần thể hiện của ca sĩ Đăng Quân. Ngàn hoa chim men bay là đà và em kêu xa trong giang hoa đã đến bên lòng ta. Xanh bước trên đường vui tay ấm bên môi cười, tình yêu thăng hoa trong đất trời, chim lăng xuân đang ngập lối. Nàng xuân đã đến đây cho tình chân chứa vơi đầy, ngàn hoa lá vui xuân vầy cho lòng ta thêm mê say. Niềm hạnh phúc ngất ngây dâng tràn trong trái tim này, hoa là ca chút trái mây dày cùng xuân phiêu du hết tháng ngày.
xuân đã đến đây cho tình chân chứa vơi đầy. Ngàn hoa lá vui xuân về cho lòng ta thêm mê say. Niềm hạnh phúc ngất ngây dâng tràn trong trái tim này. Hoa lại ca chưa chán mấy giây cùng xuân view du hết tháng ngày. Nào xuân đã đến đây cho tình chân chứa vơi đầy. Ngàn hoa lá vui xuân về cho lòng ta thêm mê say. Niềm hạnh phúc ngất ngây dâng tràn trong trái tim này. Hoa lại ca chưa chán mấy giây cùng xuân view du hết tháng ngày. Nào xuân đã đến đây cho tình chân chứa vơi đầy. Ngàn hoa lá vui xuân về cho lòng ta thêm mê say. Niềm hạnh phúc ngất ngây dâng tràn trong trái tim này. Hoa lại ca chưa chán mấy giây cùng xuân view du hết tháng ngày. Dâng tràn trong trái tim này. Hoa lại ca chưa chán mấy giây cùng xuân phiêu du hết tháng ngày. Xin được cảm ơn ca sĩ Đăng Quân rất nhiều với phần trình diễn vừa rồi để gửi tặng đến cho tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, khi nhắc đến nước Pháp thì chắc hẳn đây là một kinh đô thời trang vô cùng hoành tráng và nổi tiếng trên khắp thế giới. Và đây cũng là một nơi mà để cho tất cả các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới nói chung và nhà thiết kế Việt Nam nói riêng, khiến cho họ luôn có đầy sáng tạo và cảm hứng trong những bộ sưu tập của mình. Và ngày hôm nay trên sân khấu này, chúng ta hãy cùng đón bình minh tại Kinh Đô Ánh Sáng cùng với nhà thiết kế Nguyễn Minh Công. Thank you.
vị vừa đến với bộ sưu tập đón bình minh tại Kinh Đô Ánh Sáng. Đây là bộ sưu tập của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công. Thưa quý vị, nếu quý vị thả hồn vào không gian âm nhạc và những bước đi cùng với sắc đỏ rực rỡ trên sân khấu thì quý vị sẽ cảm thấy sự thư thả và vô cùng lãng mạn của bộ sưu tập. Và hy vọng rằng tất cả quý vị cũng sẽ có một năm thư giãn và đầy thoải mái giống như vậy. Vâng, chương trình Vui Xuân cùng Truyền hình Vĩnh Long 2022 đến đây xin được khép lại. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện, được phát sóng vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 vào lúc 21 giờ và được phát sóng lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau thứ hai trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Sau, Vui Xuân cùng Truyền hình Vĩnh Long sẽ tiếp nối chủ đề Tôi Yêu thông qua những tác phẩm khắc họa về tình cảm gia đình một cách ý nghĩa và đông đầy cảm xúc, sẽ là những tiếng cười giòn giã và xen lẫn chút nghẹn ngào xúc động. Bên cạnh đó là những món quà âm nhạc của những bản nhạc xuân viết về tình yêu thật nồng nàn, da diết. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Ôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tết này anh không thèm kẹo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Hãy cùng đón xem tập 4 chương trình Vui Xuân cùng Truyền hình Vĩnh Long 2022 sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2022 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2.